Xin chào tất cả các bạn. Canada tự hào là một trong những quốc gia đào tạo ngành công nghệ thông tin hàng đầu trên thế giới. Du học ngành công nghệ thông tin tại Canada mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội hấp dẫn vì chương trình đào tạo ngành kỹ thuật của đất nước này mang tính thực tiễn cao, rất được các nhà tuyển dụng ưa chuộng. Vì vậy, Canada chính là nơi lý tưởng cho các du học sinh theo học ngành IT. Sau đây là lý do vì sao nên học công nghệ thông tin tại Canada. Bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới, một loạt các cơ hội việc làm có sẵn trong ngành công nghệ thông tin và cơ hội định cư sau tốt nghiệp. Các khóa học công nghệ thông tin của các tổ chức giáo dục tại Canada sẽ tăng cường sự lựa chọn nghề nghiệp và tiềm năng thu nhập cao cho sinh viên trong các ngành công nghiệp địa phương cũng như quốc tế. Hầu hết các trường của Canada đều cung cấp các nền tảng kiến thức lý thuyết vững chắc cho sinh viên. Bên cạnh đó, sinh viên cũng phải trải qua một kỳ thực tập nhằm giúp họ am hiểu ngành công nghiệp này một cách sâu rộng hơn. Với một lớp học có sinh viên đến từ các nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới, họ có thể tìm hiểu thêm về các hoạt động của ngành công nghệ thông tin ở các quốc gia khác và thậm chí xây dựng một mối liên kết mạnh mẽ với các bạn cùng lớp. Chương trình học ngành công nghệ thông tin tại Canada rất phong phú và đa dạng. Về các cấp bậc học, bạn có thể lựa chọn bậc cao đẳng nâng cao, cử nhân và hơn thế nữa. Chương trình đào tạo công nghệ thông tin tại Canada không quá nặng về lý thuyết mà chú trọng hơn về thực hành để đáp ứng nhu cầu lao động của ngành. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm những công việc sau: nhà phân tích hệ thống thông tin và tư vấn, máy tính hệ thống mạng và kỹ thuật web, lập trình máy, kỹ sư phần mềm, thiết kế đồ họa, quản lý máy tính và hệ thống thông tin, phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu, kỹ thuật viên, thiết kế web, kỹ sư máy tính, quản lý các hãng viễn thông. Những trường hàng đầu đào tạo về ngành công nghệ thông tin tại Canada: Đại học British Columbia. Đại học British Columbia tọa lạc tại bang British Columbia, Canada. Trải qua hơn 100 năm thành lập, Đại học British Columbia trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu, sở hữu những bản thành tích đáng kể: 7 giải Nobel, 65 huy chương Olympic, 195 học bổng của Hội Hoàng gia Canada, với hai cựu sinh viên là Thủ tướng của Canada, bà Kim Combes, Thủ tướng thứ 19 và là nữ Thủ tướng đầu tiên của Canada. Đại học Toronto, theo xếp hạng vào năm 2017, trường đứng đầu Canada và xếp hạng thứ 22 trên thế giới. Đại học Toronto tọa lạc tại thành phố Toronto lớn nhất của Canada, với 8.000 giảng viên, hơn 700 chương trình đào tạo cử nhân và trên 83.000 sinh viên học tập tại 3 cơ sở. Đại học Toronto có đẳng cấp của riêng mình. Chương trình đào tạo của trường cung cấp đầy đủ các chuyên ngành đào tạo, từ cao đẳng, đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ, các khóa học nâng cao cho sinh viên, trong đó ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin được coi là ngành ưu thế khi chất lượng đào tạo khá đồng đều. Đại học McGill. Đại học McGill là trường đại học công lập tại Montreal, Quebec, Canada. Trường được thành lập vào năm 1821, là một trong những trường đại học lâu đời nhất tại Canada và được mệnh danh là Harvard của Canada. Theo xếp hạng vào năm 2017, trường đứng thứ 3 tại Canada và đứng thứ 42 trên thế giới. Trường còn có trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm nghiên cứu sau đại học. Thế mạnh của trường là IT và kỹ thuật, là trường đào tạo IT và kỹ thuật uy tín nhất tại Canada. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, theo địa chỉ chi nhánh quận nhất, mặt tiền 148/1, Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh, với số điện thoại 028-3848-4879, hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, với số điện thoại 028-3838-2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.